Chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì một số cái mã hàng mới bên em hàng vừa về xong này, em sẽ quay view cho bác trực tiếp về những cái sản phẩm bên em hàng vừa về xong nhá. Về ít kia, mã hàng mic không dây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng mic không dây này, giá 550.000 một bộ bao ship nhá, hai mic rất ok luôn, hát cực kỳ hay. Rồi là đợt này về thêm bác cái đèn cắm trại này, rất là đẹp luôn, 90.000 một cái. Rồi là rất nhiều những mã hàng khác nhá. Thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác, rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Và em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm, hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này đó, đầy đủ phụ kiện full hộp cho các bác luôn, về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ, thương hiệu đến từ Shure nhá, Shure made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá, cực kỳ đẹp tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này thì là dòng không dây, không dây thì về các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xà thôi, không cần phải dây dợ gì lằng nhằng, nó tiện cái là không dây. Đấy, đi về các bác lắp cho em cái này vào này, đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây đấy, nó sẽ có hai cái, một cái hai cái, hai màu khác nhau nhá. Đây lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này, đấy quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay. Đó, rất đẹp đấy nhá. Đây hai mic này đi kèm cho bác là pin của nhá, pin. Đấy thì mic này, mic mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi. Đấy thì đi kèm cho bác là ba pin của nhá, ba pin. Ba pin thì sẽ có là hai pin cho hai mic, hai pin cho hai mic và một pin cho cái cục kết nối không dây nhá. Đấy thì hướng dẫn các bác luôn này. Thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nhá. Đấy tháo ra. Ở đây nó có cái ấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá, nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok, rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhá. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Rồi các bác xài thôi. Đấy, Su Made in USA này. Đấy là các bác lắp xong pin vào mic nha. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây được chưa? Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nha. Đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy, thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. À, một cái hai nữa của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 này. Bên em đang bán lẻ bác là 20.000 một viên thôi nhá. 20.000 một viên nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc như này nhá. Cái dây cáp sạc này, lại các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây này, đây là cái cục sạc Samsung nha em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cái cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ à, hoặc là sạc cho cái mic này thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A, giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Đấy, nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này. Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm vào cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài. Cái này cũng thế luôn nhá, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này. Toàn bộ là thiết kế thông minh thôi, là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy. Hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi. Rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy các bác bật tắt ở đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho.
Có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ dùng luôn. Và một cái rất là hay là đi kèm, nó sẽ có đi kèm cho bác một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm vào cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5 mm này không? Các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5 mm là các bác xài. Đây ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây em bật loa cho bác coi nhé. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó các bác cắm vào. Sau đó các bác cũng bật on lên nhá, nhá. On lên. Đó thì giờ em sẽ test test mic cho bác này. Alo, 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 alo. Đây nhá, đây, về thì các bác có cái một cái loa không dây nhẹ nhẹ này. Đây ví dụ đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này. Các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây ví dụ em đang cắm đây nhá. Đấy cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nha. Bắt đầu em test này. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 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 alo. Đấy. Rất ok nhá. Đấy, nghe có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các bác nhá. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Đấy. Cái này là bằng cái loa Bluetooth của nhá. Về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ như mình nhìn nhau hai nữa. Còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi. Bắt rất tốt, rõ ràng luôn. Rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Hiền các bác nhá. Đó, nghe rất ok. Rồi, đấy là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác cứ có âm ly, các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn đúng không ạ? Đấy, cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động mà cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok, rồi các bác nhá. Rồi chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng, hàng của Shure nhá, made in USA đó. Hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc quá nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450.000. Đấy 450.000. À thì lỗ bác là 550.000 nhá, 550.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây, hai mic với nhá, hai mic 550k bao ship tại nhà bác luôn, hàng của Mỹ, rất xịn sò ngon lành. Đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đèn cắm trại này, cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Có ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp, vừa decor trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo đeo lên đeo lại rất ok, nhìn rất đẹp thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chiết áp coi. Đấy đây, các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chiết áp cho em. Đấy, kèm công tắc luôn, tách cái lên này. Đấy, và chiết áp này tăng giảm độ sáng đây luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm là có một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên thôi nhá. Đó thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu các bác có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi. Thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại giá 90k. Đây, chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây
Sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 9.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nếu cho mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đấy, đèn cắm trại. 90k một cái đèn cắm trại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó. Bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa không ạ? Bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Giá của em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn thấy những cái môi bằng nhựa nhưng con này là rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, Su 34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ. Thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm với nữa nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc. Như thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn và ok. Đấy. Giá của em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái môi cơm inox nhá. Cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng hữu hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử các bác này. Về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền. An toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. Su 34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sản phẩm tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng mới shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài. Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe, mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu điếu to này nhá. Nó kiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt đốt lên sau đó các bác gì thôi. Sau đó các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha. Cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha. Và các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá. Tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Đấy. À, lên mã giúp em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã cho em xem là điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nha. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. À, 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào các bác đốt lên có nhá. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu được muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại, thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này, rồi là thông thoáng nhà cửa nhá, thông thoáng nhà cửa, rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 một hộp nhá. 30.000 hộp, lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 30k một hộp 10 điếu ngải cứu, đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới shop tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng xách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã cho em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml coi nhá. 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này.
20k một tít này. Lên mã giúp em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ đó. 20k một tít. Đấy, 20k một tít, các bác lấy 3 tít. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 tít nhá. Đấy, 5 cái 3 tít, còn các bác lấy 1 tít để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tít này sẽ là 60 mm. Đấy, 60 mm, dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi. Các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây coi nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm, nó để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc các bác nhá. Đấy là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Đồ vật bị gãy đầy từng chỗ vứt đi. Hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ nhá, lấy 3 típ 50.000. Thì lên luôn cho bác đó là cái mã thùng đựng gạo này của thương hiệu Honoki. Đấy, à đâu, Hokodi nhá, thùng đựng gạo này 10 kg này. Đấy, 170.000 một cái thùng đựng gạo này, 170.000. Hàng này thì của công ty Việt Nhật nhá, hàng Việt Nam. Đấy, của công ty Việt Nhật, có địa chỉ đầy đủ rõ ràng hết luôn này. Đó. Thì giá sẽ là 170.000 một cái thôi. Về các bác dùng để đựng gạo được chiếc rất là hợp lý luôn. Đó. Kích thước của nó đây có nhá, kích thước của nó thì 36,5 x 19 này, nhân 7 nhân 37,5 này. Đấy, số lượng là một cái một thùng nhá. Rất là xịn sò ngon lành luôn, 170.000 một cái. Đây có nhá, đây tổng quan cái thùng đựng gạo đây. Toàn bộ thì chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá, rất chắc chắn để dẫn luôn. Đấy, thì về cái con này thì cực kỳ dễ xài thôi. Về các bác mở cho nắp ra này. Đấy, đổ trực tiếp gạo vào đây. Sau đó các bác đẩy kín cái nắp này vào. Đấy thì khi mà đẩy này vào, thứ nhất là nó sẽ gạo nước các thứ nó không bị ẩm nhá. Thì các bác đẩy vào, thứ nhất là nó gạo không bị ẩm này, thứ hai là chuột những cái con chuột, con rán các thứ là những con các thứ là nó không vào, nó không vầy gạo, nó không ăn được gạo nhá. Đấy, rất là kín ngon lành luôn. Đây là phần chân đế này. Đấy, chắc chắn luôn, chống ẩm ngon lành. Đấy, phần nắp đậy các bác đậy kín vào cho em là ok thôi. Đấy, trên này thì mình có thể để những cái đồ khác được ngon lành luôn. Đấy, và cái con này rất là tiện, đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm nữa một cái ca nữa này. Đấy, cái ca này là cái ca để đong gạo nhá. Thì các bác để vào đây, sau đó các bác ấn trong nút này. Đấy, nó có cái nút ấn này. Đấy, nó có nút ấn, các bác ấn vào là tự động gạo nó sẽ chảy ra nhá. Gạo hoặc là những cái dạng hạt hiếc các thứ là các bác để vào đây, ấn một cái này là tự động là nó sẽ chảy luôn, rất ok. Đấy, nó chảy thì nó sẽ chứa vào cái ca này nha, rất là ngon lành luôn. Đó, cái ca này rất hay là nó thiết kế theo dạng là những cái khe này. Đấy, có những cái khe hở này. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác gạn thì nó sẽ ở đây nó có những cái miệng này thì nó sẽ giữ lại gạo, còn là nước nó sẽ chắt hết ra. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây luôn. Đấy, mình đong căn làm sao nó phù hợp với cái lượng gạo nhà mình nấu ăn. Đấy, các bác đong luôn đây, vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác đổ trực tiếp vào song song nhà mình nấu luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh. Đó, thùng đựng gạo của thương hiệu Hokodi nhá, hàng Việt Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Chất liệu là như ABS cao cấp nhá. Về các bác xài con này cho em rất ok. Đấy, bên trong đựng được là 10 kg gạo nhá. Kín đáo, yên tâm không lo chuột chày nó vào nó cắn phá này, rồi là ẩm mốc các thứ này, rất ngon lành luôn. Mà một thùng này đựng được rất là nhiều, 10 kg gạo luôn có nhá. Đựng được là 10 kg gạo luôn thì các bác thoải mái cho luôn. Đấy, đi kèm là có cả ca chiếc đi kèm. Đấy, và nút bấm vào đây cá là gạo nó ra. Có thế thôi. 170.000 một chiếc thùng đựng gạo nhá, 170.000 một chiếc thùng gạo 10 kg thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái quạt điện của Camel này. Đấy, Camel thì một thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Nó sản xuất theo cái quy trình công nghệ ở Nhật. Bác nào mà mua cái nồi chiên không dầu bên em ấy mà nó có thương hiệu Camel thì các bác biết là dùng rất là bền rồi. Đấy, anh em dùng cái nồi chiên không dầu chắc khoảng tầm hơn 3 năm nay không vấn đề luôn. Siêu bền nhá. Các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, con này là cùng thương hiệu với cái nồi chiên không dầu ấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt điện Camel nhá, quạt điện Camel. Đó thì cái này con này nó xài điện 220. Đây, em quay cho bác về cái thông số này. Công suất của nó sẽ là 6W nhá, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này, 46 × 20.5 × 42. Đó, rất xịn sò ok luôn. Quạt thì màu trắng nhá, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Đấy, các bác sử dụng này, quạt trong phòng ngủ này, phòng khách này, sử dụng gia đình này, quạt rất ok luôn.
Hàng này của nó sẽ là hàng 2 4 5 cánh nhá. 5 cánh, và hàng này là hàng cánh nhôm. Các bạn, hàng cánh nhôm nên là các bác xài rất bền. Đấy, hàng cánh nhôm xài rất bền, lồng liếc các thứ đi kèm chắc chắn ok. Phần đầu quạt này, rồi là phần thân quạt này. Đấy, rồi là phần đế, đế cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái con này rất là hay, nó thiết kế rất thông minh. Theo cái dạng quạt hiện đại bây giờ ấy, là nó sẽ có cái điều khiển từ xa. Bình thường là các bác muốn tắt quạt, bật quạt là các bác có phải thò, đang ở giường rất bất tiện, các bác có phải thò xuống là các bác bật quạt, tắt quạt rất là bất tiện mất công. Thì thay vì thế các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm chưa. Đấy, đi về các bác mua pin, hai viên pin thì các bác lắp vào chưa. Đấy, còn bên em gửi kèm nó không có kèm pin đâu nhá, nó chỉ có viên điều khiển không thôi. Về thì các bác mua pin, các bác lắp vào cái điều khiển này, sau đó là các bác bật lên là các bác xài. Còn nếu mà các bác không tiện dùng điều khiển thì mình có thể bấm ở trên này được luôn. Đây là những cái nút cảm biến cảm ứng này, thì các bác bấm ở trên này thì quạt nó chạy quay có thế thôi. Bật tắt này, chế độ gió này, con này nó có cả chế độ hẹn giờ nhá, có cả chế độ hẹn giờ luôn nên các bác xài rất là tiện. Các bác hẹn mấy tiếng các bác bấm vào đấy. Rồi là chế độ đảo xoay chiều túc năng thôi nhá. Đấy, đảo xoay chiều túc năng. Nói chung là những cái chế độ cơ bản, và nó có tích hợp thêm đó là chế độ hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ. Cũng như là rất hay là nó có một cái điều khiển từ xa này, các bác rất tiện dụng luôn các bác xa. Đấy. Ở đây em sẽ đo cho bác về kích thước quạt này. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của cái lồng quạt nhá. Kích thước lồng quạt của nó rơi vào là 40 nhá. Đấy, lồng quạt rơi vào là 40, cũng khá là to đấy. Chiều cao của nó thì chắc nó rơi khoảng tầm hơn 1 mét. Đây có chắc khoảng tầm mét mét 1 mét 1 nhá. Chiều cao quạt rơi khoảng tầm 1 mét 1. Nếu mà đo lên đến lồng thì nó rơi vào là đi 1 mét 2 các bạn, 1 mét 2, chiều cao là 1 mét 2, là đo lên từ đỉnh lên đến lồng là 1 mét 2. Nói chung là quạt khá là đẹp, cầm cực kỳ nhìn cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Có điều khiển từ xa, rồi là nút bấm ở trên thân quạt đều dùng luôn nhá. Các chức năng là y những quạt thông thường, và có thêm một số cái option khác nên là nói chung dùng khá là tiện. Về các bác phòng khách, phòng ngủ này, rồi là sử dụng này. Và nói chung là cái mức giá này thì em gửi đến các bác thì cái mức giá này nói chung là nó vô cùng tốt luôn. Và đặc biệt đang trong mùa hè nóng nóng này, với mức giá nó chỉ có 450.000 thì nó giá nó quá là tốt luôn. Đấy, giá nó quá tốt luôn. Bình thường các bác mua cái quạt bét tay nhà, những cái quạt Việt Nam bình thường ấy, nó cũng rơi khoảng tầm là đi xịn sò ngon lành thì hơn triệu. Còn nếu mà loại bình dân thì cũng ít, cũng khoảng tầm 600-700, chứ không bao giờ có giá 450 đâu. Lại còn bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì khi mà gửi hàng thì nó sẽ nguyên trong thùng như này. Bên em không lắp đặt sẵn nhá. Về thì các bác sẽ tự mở ra lắp đặt. Nói chung là cái này thì nó quá dễ dàng lắp đặt rồi, ai có thể lắp đặt luôn. Hầu như là các bộ phận nó đã ráp sẵn rồi, các bác về chỉ việc là nối thêm những cái thanh đứng này, rồi lồng liếc các thứ các bác cho thêm thôi. Còn những cái các thứ là nó có sẵn hết rồi. Về các bác chỉ việc ráp vào là xài thôi nhá. Đây. Thông công suất là 6W này, sử dụng điện 220. Tần số 50 hạt này. Đấy thì báo giá lại một lần nữa các bác nhá. Lên mã thì em sẽ là cái quạt cây, quạt đứng Camel có điều khiển từ xa là 450.000 một chiếc nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Là sản phẩm này thì sẽ là hàng nguyên thùng nha. Đấy, Camel thì siêu bền và siêu chất lượng rồi các bác nhá. Đó. Siêu phẩm loa Bong Box 3. Đấy, hay còn gọi là loa B3 nhá. Đấy thì hàng bên em tiếp tục hàng về rồi. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn với bác luôn. Đó sẽ là 450.000 một cái con loa Bong Box 3 này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái con loa B3. Đấy, loa B3 450k. Đấy, 450k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cái mã loa này nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, nhưng mà hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đó thì đây. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đây, em sẽ đập hộp bác coi này. Trước loa nghe cực kỳ hay luôn. Con này thì bass căng, check sâu, nghe rất là thích các bác nhá. Đấy, nghe rất thích. Sản phẩm là sẽ gồm có là một thân loa này, đi kèm thì sẽ có là dây cáp sạc, rồi là cái này là cái dây kiểu dạng kết nối tai nghe. Những cái dây hầu như là cũng không dùng nhiều lắm, chủ yếu là cái dây cáp sạc thôi. Đây, đây là cái dây cáp sạc nhé. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm trực tiếp cái đầu USB này vào cục sạc, và cái đầu còn lại đó là cái đầu chân tai si. Các bác cắm mở cái này ra, các bác cắm trực tiếp lên cho là các bác xài thôi. Đây, cắm vào đây. Đó, sau đó các bác sạc căng đét cho em lên. Đấy, sạc căng lên, sau đó là các bác xài. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy rồi. Nguồn sạc vào của nó sẽ là nguồn DC 5V này. Đấy, AUX là cổng tai nghe, là USB này. Đó là cái cổng kết nối USB. Đấy, rồi là thẻ nhớ, có cả chỗ cổng thẻ nhớ luôn nhá. Đấy, rồi là có cả kết nối Bluetooth 5.0 luôn, cực kỳ xịn sò. Đây.
Đó, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy. À, có phần quai sách này, các bác rất tiện dụng luôn. Đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, các bác sách mang đi nghe nhạc nghe nhủng cho em rất ok. Rất tiện dụng đi picnic, cắm trại dã ngoại cho em nhá các bác nhá. Đấy, con này nó có cả hệ thống đèn LED 7 màu. Nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây em sẽ mở ra bác coi này. Thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Các bác giữ vào cái nút này cho em này. Đó, bắt đầu là nó kết nối nhá. Đó, tinh gái bắt đầu là đang báo là kết nối Bluetooth nha các bác nhìn này. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bây giờ các bác sẽ lấy điện thoại ra, sau đó các bác vào cái phần Bluetooth, các bác mở cho em là cái tìm cho em cái tên loa, sẽ là mã sẽ là loa Bong Box 3 nhá. Đấy, Bong Box 3. Nó đúng với lại cái mã ở trên cái hộp nó ghi này. Đấy, Bong Box 3 này. Đó. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nó có cái mã Bong Box 3 các bác. Ấn vào kết nối cho em. Đấy, nó kêu tình cái kết nối nhá. Đây em sẽ đi vào test loa để bác coi nhá. Đây, nhạc test loa. Đó. Rất rất xịn sò, ok luôn nhá. Anh có đợi chút. Đây em test cho bác coi. Đấy, nghe rất hay nhá. Nghe cực kỳ hay luôn. Con này nghe bass căng các bác nhá, bass căng chét sâu, nghe rất thích. Các bác nghe nhạc vàng này, nhạc bolero này, rồi là nhạc trẻ, nhạc sàn được hết các bác luôn nhá. Đấy, được hết luôn. Cân tất cả mọi thể loại nhạc luôn. Đấy, được mệnh danh là phòng ba di động, nghe cực kỳ hay. Các bác nghe nó đập đâu ra đấy luôn. Đấy, bát ra bác mà check ra check nghe đâu ra đấy luôn ạ. Đấy, nghe cực kỳ thích luôn nhá. Đấy, đây. Đèn 7 màu nháy cực kỳ hay. Có nhìn này đập này, rung màng luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, màng đập rung luôn nhá các bác nhá. Đấy, thấy không? Các bác thấy của bát nó đập nào, nghe rất hay luôn. Đấy, và cái con này là nó di động ạ, có thể xách đi mọi nơi mọi chỗ nhá. Đấy, mọi nơi mọi chỗ luôn. Và đấy là cái kết nối với lại Bluetooth nhá. Ngoài ra thì nếu mà các bác có thẻ nhớ hoặc là cái USB mà nó có sẵn nhạc thì mình có thể cắm vào và mình nghe được luôn. Đấy, còn hầu như bây giờ thường thường là ai có điện thoại thông minh rồi, các bác kết nối điện thoại nghe cho nó tiện mà. Mà mình chọn bài, nick bài thì cứ lắm lúc nó cũng tiện hơn. Đấy, ví dụ như các bác muốn đổi bài khác, bấm luôn trên điện thoại nó nhanh. Đấy, bấm nhiều khi bấm ở trên kia nó khó. Đây, đấy bấm dạ này. Đó, thực tế về cái sản phẩm loa B3 nhá, các bác cứ lên mã nha, em sẽ đưa con loa B3. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 450.000 một cái con loa B3 này. Đấy, bao ship tận nhà các bác luôn. Về thì hết pin các bác lại sạc vào và các bác xài có thế thôi, rất tiện dụng và ok. 450.000 một con bao ship nhá, loa của JBL. Đấy, rất xịn sò. Mã sẽ là Bong Box 3 B3 450.000 bao ship tận nhà. Rồi. Ở cái mã hàng bút bi. Đấy, có bút bi không thì đây, tiếp tục về cái mã bút bi này. Đấy, bên em kết hợp với lại công ty Thiên Long nhá. Đấy, để nhập bút bi về bán bác này. Giá thì siêu tốt luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Đấy, bình thường các bác mua một hộp bút bi như 20 bút như này, đầu của nó sẽ đầu 0.5mm. Đấy thì giá bình thường các bác mua bét ấy cũng phải khoảng tầm 50.000 cho đến 60.000, có những chỗ người ta bán 70.000 hộp luôn. Bên em gửi bác một cái mức giá vô cùng hạt rẻ luôn. Nhập trực tiếp về công ty bán bác luôn. 25.000 một hộp bút bi của Thiên Long nha. Chỉ có 25.000 hộp thôi. Đấy, bên em bán là bán theo cả hộp nhá, không bán lẻ nhá. Bán là bán cho bác cả hộp luôn. Là một hộp này là 20 bút nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 một hộp nha. Đấy, thì sẽ có hai mã màu, là mã màu xanh và mã màu đen. Thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. À, đồng giá mà là 25.000. Đấy, còn các bác lấy cả bộ cả đôi này, một xanh một đen thì là vào 50.000 một đôi. Đó thì đây. Bút thì viết cực kỳ ok luôn, viết rất ngon là ngày nào luôn. Đầu nó đầu 0.5 nhá, nên là nó ra cái nét bút rất là nhỏ, dễ viết nhá. Đấy, đây, nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục nhá. Đấy, một hộp là 20 bút, đầu bút cao cấp 0.5mm. Đó, rất xịn sò ok luôn. Đấy, đây, thân bút đây. Đấy, có lò xo, bấm rất êm tay, ngon lành luôn. Đó, thì quay nhanh mắt luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là bút bi nhá, hộp bút bi. À, hộp 20 bút nhá, có hai màu là màu xanh và màu đen. Đồng giá bác luôn là 25.000 hộp nha. Đấy, 25.000 hộp, bán cả hộp 20 cây nhá.
không bán lẻ nhá, bán cổ hộp 20 cây luôn, không bán lẻ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã bao tay chống nắng này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng nóng rồi, mua cho em cái đôi bao tay chống nắng này về rất hay luôn. Bao tay dài nhá, nó là dạng bao tay dài chống nắng, nó đeo lên gần đến nách của bác luôn, rất là hay. Đấy, bán nhanh bác luôn, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, chỉ có 10.000. Đây em sẽ quay cho bác về cái sản phẩm này. Đây nha, khi mà đeo vào này thì các bác kéo nó sát lên thì nó sẽ lên đến nách luôn. Đây, nó sẽ lên đến nách của bác luôn, rất là dài nhá. Đấy, và đây nó là hàng co giãn này, các bác đeo rất mát luôn này. Đây cái phần bàn tay này. Đấy, ví dụ các bác nào đang sử dụng làm ngoài trời, đeo cái này rất ok luôn. Đấy, có chỗ xỏ ngón vào nhá, rất ok. Đấy, hàng đeo rất mát nhá, rất phù hợp bác nào đang làm ngoài trời. Các bác ngại mặc áo dài, đấy ngại mặc áo dài, các bác quen mặc áo cụt tay ấy, mà các bác muốn chống nắng thì các bác mua trong cái này về rất hay luôn. Đấy, nó sẽ dài ra, kéo dài từ cái phần bắp tay trên ấy, đấy, cho đến đến cái phần bàn tay dưới luôn. Đấy, kéo sát che hết luôn, rất ok luôn, rất là hay. Đây, đây, đây một cái. Đây để em đeo cho bác coi này. Đấy. Đấy, cái phần này nó xỏ vào được này. Đây, cái phần này nó xỏ vào này. Đấy, cái phần trên này là các bác kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên này. Đây, kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên. Đấy, nên khi mà các bác đeo, các bác chỉ cần mặc cho em một cái áo cổ tay thôi. Xong rồi các bác đeo cái này vào, nó nhẹ nhàng tình cảm này. Bình thường các bác đi làm lòa xòa là cứ phải đeo áo chống nắng rồi các thứ thì nó lồng còng, mất công mất thời gian. Như đây các bác chỉ việc mua cho một cái đôi này về, nó chỉ có 10.000 mà thôi ạ. Đấy, chống được sản phẩm này thì chống được tia UV này, tia cực tím này, cực kỳ xịn sò và ngon lành luôn. Lên mã giùm em sẽ là cái bao tay dài chống nắng nhá. Đấy, bao tay dài chống nắng nó quá cái bắp tay luôn, đeo quá được cả bắp tay luôn. Giá của nó chỉ có 10.000 một đôi thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 10.000 đôi, các bác nào lấy các bác nào lấy 10 đôi bên em tặng bác một đôi luôn. Đấy, lấy 10 đôi tặng một đôi thôi nhá. Đấy, còn bán lẻ một đôi là 10.000, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, còn mua hàng thì anh em thì cứ hóa đơn trên 200k là bao ship rồi. Đấy, bao tay dài chống nắng nhá, đeo quá cái phần bắp tay trên luôn, giá đang gửi bác là 10.000 một đôi, chống tiêu về tiêu cực tím rất tốt nhá. Cái này thì rất là tốt trong mùa hè luôn, miền Bắc miền Nam bắt đầu đang vào mùa hè rồi, rất là cần. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã kính bơi này. Lên mã nha, là cái kính bơi nhá, em báo giá luôn 20.000 một cái nhá. Bình thường là các bác mua ra những cái khu du lịch các thứ rồi các bác mua bét thì nó mới rơi còn tầm 40-50.000 một cái. Đây bên em bán giá rẻ đó bác, về ví dụ các bác đi du lịch thì mình cứ chuẩn bị mình sắm trước đi. Đấy, các bác mua về cho các cháu mình hoặc các bác đeo được luôn. Đấy, đây đó, một con kính bơi rất là ok luôn. Đấy, phần mắt trong suốt này. Đấy, ok luôn, rất kín nhá. Cái phần giòn này các bác đeo vào cực kỳ kín, ngon này cả nhà luôn. Cái con này nó đằng sau nó có cái dây chun này, nó chỉnh được cỡ dây nhá, thì về các bác nhấc cho này lên này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cỡ dây qua phần này. Đấy, cái dây chun này các bác chỉnh cỡ dây các thứ rất ok luôn đó. Kính bơi nhá, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn, kính mắt rất là trong. Đấy, chất liệu và chất lượng, và đây cái phần gioăng này nó ôm mắt rất là khít luôn, không lo nước vào nhá, rất ok. Đấy, cho các bác đi bơi biết này, các cháu nhà mình đi bơi này, rồi là chuẩn bị đi tắm biển các thứ rất nhiều. Đấy, các bác ra bãi biển các thứ mua bị chặt chém giá rất cao rất đắt luôn. Đấy, mình chuẩn bị bắt đầu đang vào dịp hè rồi, sớm rồi mua trước đi các bạn. Đấy, mua trước đi. Đấy, mua về thì lúc nào đi biển là cầm về, chỉ việc cầm đi là xài thôi. Kính bơi nhá, 20.000 một cái kính bơi nhá, giá rất bình dân mà rất là hay luôn trong cái mùa hè này. Mua các cháu này, người lớn trẻ em đeo được hết luôn đi các bạn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop ôm lô thanh lý được cái lô hàng bãi rất là xịn này. Đó là cái bộ dụng cụ V6 nhá, nó sẽ gồm có là 6 món để về các bác sử dụng cho anh em thợ thuyền xà luôn này, rồi các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn, bộ này quá đẹp luôn đấy. Đấy, hàng bãi nhưng mà mới nguyên luôn. Nó sẽ gồm có là một cái bộ lục giác này, một cái cây tô vít chuyển hai đầu này, rồi một cái cây cây này như kiểu là cây bút điện đấy, đấy cây bút điện. Rồi là có một cái con dao giấy này, con dao giấy, một cây thước 2m này, một cuộn băng keo 5m này, băng keo điện 5m nhé. Nói chung là về cho anh em thợ thuyền các bác xài sử dụng gia đình cho em bộ này thì quá là hợp lý luôn. Giá thì nó bình dân thôi, nó chỉ có 40.000 một bộ thôi, giá nó quá hạt rẻ luôn đấy, 40k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ V6 nhá. Đấy, sẽ gồm có là 6 sản phẩm nha. Đấy, 6 sản phẩm nha, bộ dụng cụ cho các bác thợ thuyền anh em gia đình xài ok luôn. 40k nhá, 40k thôi, giá siêu bình dân siêu rẻ luôn. Hàng gần như là còn mới keng nha. Đấy, nguyên vỉ nha luôn các nhá, nguyên vỉ mới keng luôn nhá. Hàng này như kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị đấy các bạn. Bộ vít bộ dụng cụ V6 nhá, bộ dụng cụ V6 40k. Đây, thước này, lục giác này, bút điện, rồi là tô vít này, dao giấy,
băng dính điện được luôn. Đấy, một bộ này là về các bác làm nói chung là những cái công việc cơ bản gia đình nhà mình là quá ok rồi. Rồi anh em thợ thuyền xài ít xài nhiều cũng thoải mái luôn. Đó, V6 40.000 nha, bộ dụng cụ V6 40.000. Rồi qua mã sản phẩm tiếp theo. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, em lên luôn cho bác đó là cái cây xúc đá nhá, cây xúc đá em báo giá luôn. 50.000 một cái cây xúc đá nha. Đấy, 50.000 một cây. Cây này thì toàn bộ chất liệu bằng inox 324 nhá, các bác dùng rất bền luôn. Đấy, về các bác có thể xúc đá này, xúc xúc đá rồi là xúc xúc những cái đồ ví dụ như là xúc đá đá viên. Đấy, rồi ví dụ như là các bác xúc gạo, xúc bột, xúc được rất là nhiều thứ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng vòm vòm này. Các bác cầm các bác xúc vào. Sau đó các bác chiết các bác sang những cái khác nhá. Cực kỳ dày, rất là chắn luôn. Cầm dày cục quá nhá. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái cây xúc đá bằng inox 324 nhá. Dày rất là chắn lắm. Đó, về các bác xúc đá, xúc gạo rồi xúc bột biết các thứ sử dụng rất nhiều việc trong gia đình nhà mình luôn. 50.000 một cây nhá. 50.000 một cây thôi. Đấy, nói chung là cầm phát ưng luôn, cầm nặng trịch luôn ạ. Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm cũng về nồi nhà bếp này, đó là cái búa đập đá này. Đấy, búa đập đá báo giá luôn nhá. 40.000 một cái búa đập đá này, 40.000 một cây. Rất hay luôn. Về các bác dùng để đập đá này rồi là giã thịt này. Đấy, sử dụng nói chung là rất nhiều việc luôn. Đấy, ví dụ như là những cái món thịt các thứ đôi khi các bác cần các bác dùng các bác giã ra cho nó mềm thịt các thứ ra các bác dùng cái này, hoặc là ví dụ mình có những cái viên đá viên to đó, các bác muốn đập nhỏ ra các bác dùng cái con này, các bác đập chưa? Đây là một cái đầu bẹt này, một cái đầu vân nhà. Đấy, các bác dùng để vừa giã vừa đập này, đập đá đập thịt dùng rất ok luôn. Đấy, rất là ngon. Đấy, giá thì 40.000 một cây nhá. Lên mã em cho cái cây búa đập đá nhá, 40.000 một cái cây búa đập đá này, 40.000 một cây thôi. Về các bác xài dùng rất nhiều việc luôn, đập nọ đập kia, nói chung là dùng nhà bếp cây này cũng rất là hợp lý. 40.000 một cây nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán riêu đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28cm khá thoải mái. Về các bác sán rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già dầu lên. Đấy thì rán là nó mới ok được. Vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên. Đấy thì rán thì nó mới đỡ dính thôi nhá. Nó không dính mà. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là rán nó rất là dễ dính các bác nhá. Cái đặc nguyên lý hoạt động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá. Chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi, nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu thì em thoải mái luôn con này. Nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28cm. Về các bác dán xào nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Em báo giá luôn, hôm nay em cũng xả kho cái cây luôn. Bữa trước thì đang gửi bác một cái cây lấy dấu bằng đồng nha. Giá thì 50.000, hôm nay em xả luôn cho bác dễ mua luôn này. 30.000 một cây. 30.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà cái cây này nói chung cực kỳ cần thiết luôn. Từ cho các bác dùng cho đến gia đình này, rồi là đặc biệt cho anh em thợ thuyền này, dùng cũng quá là cần thiết luôn. Đấy, dùng rất cần thiết luôn nhá. Đấy, các bác về khoan đục mình có lấy dấu để các bác đánh dấu cũng rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ bóc một cây cho bác coi này. Toàn bộ nó thân là bằng thân đồng nhá. Đấy, thân bằng thân đồng. Đây là cái phần đầu nhọn này, đầu nhọn. Con này thì nó chiến mọi chất liệu luôn, từ sắt, thép rồi là đồ gỗ, nhựa các thứ rồi. Đấy, rồi là con này có một cái chức năng rất hay là nó có thể phá được cả kính luôn. Rất ok nhá. Các bác bắn vào kính là vỡ kính luôn đấy. Đó, đây. Phần đầu này, đấy, rồi là phần đầu nhọn này, thân này, ta du gen hết luôn, chống trơn trượt các nhá. Đây em sẽ bắn test bác coi này. Con này lấy dấu cực kỳ chất lượng luôn, dùng thích lắm. Đây nha, em sẽ lấy dấu lên cái chỗ này các nhá. Đây. Cái này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc ấn này. Đó, có dấu luôn này. Đây em làm lại cho bác một lần nữa nhá. Đây này, cái dấu vừa lấy này. Đó đây. Các bác nhìn này. Thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn vào này. Đấy, kêu mình tải cái là xong. Đây. Thấy chuẩn không? Đây, làm cho vào phát nữa nhá. Đây, rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Cái này nó đơn giản lắm mà nó hay lắm. Đấy, đây. Nhìn này. Đấy, cái này em đang lấy dấu trên sắt thép kim loại nhá, còn về các bác lấy dấu ở những cái chỗ mà những cái đồ gỗ thứ giờ thì nó còn lún nữa. Đấy, đây. Đồ gỗ đồ nhựa thứ giờ nó còn lún nữa đây các nhìn này. Đấy, dấu là to rõ ràng. Đấy, lấy dấu để các bác đánh dấu những cái lỗ để các bác khoan đục các thứ này cũng rất là chuẩn xác chính xác luôn nhá. Đó, rất chất lượng luôn.
Đó thì em đang xả luôn cái cây này, chỉ còn có 30 ngàn một cây thôi. Về các bác chốt nhanh luôn. Nói chung là rất cần thiết trong gia đình. Rồi anh em thợ thuyền xài con này cũng rất ok. 30 ngàn một cây nhá, cây lấy dấu bằng đồng. Tiếp theo thì lên cho bác, đó là cái con máy massage. Đấy, 4 đầu 6 cấp độ, rất xịn sò. Đây, một con máy massage 4 đầu 6 cấp độ nhá. Nó sẽ gồm có là 4 đầu massage, một thân máy này và một con máy này nó sẽ có tổng là 6 cấp độ từ từ mạnh đến từ nhẹ mạnh nhá. Đây, thân máy đây nhá, thân máy này. Đây là phần công tắc này. Đấy thì con này rất là dễ thôi, các bác chỉ việc giữ lì cho em cái nút nguồn này là máy sẽ khởi động, bấm một lần tiếp theo là nó sẽ nảy lên các cấp độ khác nhau thì nó sẽ báo đèn. Bấm đến đâu nó sẽ báo đèn đấy nhá. Đấy đây, tăng giảm thì các bác bấm một lần, còn nếu các bác muốn tắt thì giữ lì cho em. Tắt thì giữ lì, bật thì giữ lì nhá. Bật tắt giữ lì, còn các bác bấm một lần nó sẽ tăng cấp độ giảm cấp độ nhá. Đây là cái cổng cáp sạc này. Con này thì nó sẽ có một cái lốc pin bên dưới này, như là 3 viên pin 18650 nhá. Đấy, rất trâu bò luôn. Thì về là các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm cái dây cáp này vào. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây ví dụ như nhà các bác về là có cục sạc điện thoại như này này, là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái cổng USB là các bác cắm sạc được cho cái máy này rồi. Đấy thì nếu mà các bác nào chưa có thì mình có thể tham khảo cái sản phẩm này. Thì ngoài lề một chút nhá. Nếu mà các bác muốn mua cái cục sạc Samsung bên em đang bán đây thì em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A nha, 5V 2A nhá, có cổng USB, về các bác có thể cắm sạc điện thoại hoặc là sạc những cái thiết bị như máy massage như vừa nãy em quay là ok. Thì đang bán cho bác một cái cục sạc 2A như này là 30k một cục nhá, 30k một cái cục sạc 2A như này, 5V 2A nhá, công suất là 5V 2A, hàng của Samsung nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, sử dụng cắm trực tiếp vào điện điện 220, sau đó là cái cổng này các bác kết nối với cái chân USB. Đấy, và các bác cắm sạc cho những thiết bị nó dùng nguồn 5V, ví dụ như là cái con máy massage hoặc là ví dụ như là dây sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác sạc rồi. Thì cái củ sạc này đang bán với bác là 30 ngàn thôi nhá. Đấy, quay trở lại với cái máy massage. Đấy thì con này thì nó sử dụng tích điện nhá, hết pin thì các bác lại sạc vào, và khi nào đầy pin thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Nó rất là tiện dụng, dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy, 6 cấp độ các bác điều chỉnh ở đây. Còn đi kèm trong hộp nữa thì sẽ có là 4 cái đầu massage khác nhau này, một cái đầu tròn này, một cái đầu hai cạnh này, một cái đầu tù này, đấy, rồi một cái đầu nhọn này. Đấy, nói chung là 4 cái đầu này nó massage rất nhiều vị trí khác nhau. Đấy, còn nếu mà các bác lắp đầu thì đây em sẽ hướng dẫn bác luôn. Bác lấy cái đầu massage các bác muốn massage, ấn vào đây cho, ấn mạnh vào. Đó, ấn vào, sau đó các bác giữ lì này. Đó, máy sẽ khởi động lên. Đấy, ví dụ em để khoảng tầm cấp độ 4 như chẳng hạn này. Đấy, em sẽ test bác độ sức mạnh nhá. Con này cực kỳ khỏe luôn, mạnh lắm đây. Đấy, đây. Như này, nhảy như ngựa luôn nhá. Đấy, như này. Con này massage rung người lên luôn đấy nhá. Để tay chân rung luôn này, nhìn này. Đấy, thấy không? Dã man luôn, thích lắm. Về sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác lấy con này ra, các bác massage chân tay người ngậm những chỗ nào đau đớn là các bác massage cho em. Thích cực kỳ luôn. Đấy, rất ok nhá. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì một con máy massage này giá hiện tại đang giảm giá đó bác, giá rất tốt, dễ mua luôn. Máy massage hoặc là súng massage đều được nhá. Con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì bữa trước con này đang bán là 200, hôm nay em xả luôn bác, giá rất dễ mua luôn. 150.000 một máy. 150k một con máy massage nhỉ, chỉ 150.000 thôi. Giá rất bình dân. Đấy, mua về các bác massage hoặc các bác mua về làm quà biếu tặng cho người thân. Đấy, bố mẹ anh ông bà chị em mua về biếu người thân cũng là một cái món quà rất ý nghĩa luôn nhá. 150k một con máy massage nhỉ. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ. Mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, để mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi. Đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân. Đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng. Đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao luôn. 150k một con máy nhá, máy massage này không nhá. 4 đầu massage và 6 cấp độ massage khác nhau. Đó, mà giá hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy.
Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cái mã hàng rất là hot hit và bán cực kỳ nhiều bên shop đây. Đó là cái con máy cơ dâu Zandu này, thương hiệu ông già rất nổi tiếng luôn và bán cực kỳ nhiều và máy chạy cực kỳ êm, khỏe, cạo ngon, ok nhá. Hàng hãng rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, nguyên hộp nha, mới kem nguyên hộp luôn nhá. Một con sản phẩm máy cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác bỏ qua những con dao cạo đi. Đấy, mua cho em con máy về các bác trải nghiệm và sử dụng sản phẩm nhá. Đóng trong hộp nhựa rất cẩn thận luôn này. Đấy, có phần bảo vệ bọc lưỡi này. Rồi đây là thân máy này. Đấy, thân máy. À, nút on off bật tắt này. Đấy, on off bật tắt nhá. Bên dưới thì sẽ có là cái cổng sạc điện nhá. Con này cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc thôi. Các bác sạc cho em 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy, đừng có để lâu quá nhá. Để lâu quá là pin nó sẽ chai và rất nhanh hỏng pin nhá. Đấy, và lúc nào mà các bác xài, các bác cảm thấy là máy nó yếu, nó hết hẳn pin thì các bác mới sạc nhá. Còn cứ đừng các bác sạc liên tục vào. Càng sạc nhiều thì pin nó càng nhanh hỏng ạ. Đấy, nói chung là mình cứ lưu ý những cái sản phẩm ấy thì dùng nó rất là bền, nói chung là của bền tại người mà. Đấy thì các bác dùng, các bác cũng nên lưu ý về những cái sản phẩm mà nó có những cái pin tích điện này. Đấy, để dùng hết hẳn đi bắt đầu các bác đã sạc lại cho em. Nên là dùng như thế rất là bền luôn. Và đi kèm cho các bác là một cái chức năng rất là hay, đó là cái chức năng tăng đơ nhá. Đấy, tăng đơ thì các bác chỉ việc là ấn đẩy cho em cái này lên. Đấy thì sẽ hiện ra cái phần tăng đơ. Bật cho em công tắc lên thì nó sẽ chạy tăng đơ nhá. Và ví dụ như là những cái dâu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này, các bác tỉa cho nó ngắn lại. Đấy, tỉa cho nó ngắn lại. Và bắt đầu là khi mà nó ngắn lại rồi thì bắt đầu là các bác cất chèm cái tăng đơ đi. Và các bác bật máy lên. Đấy, bắt đầu là các bác di. Đấy, di. Những cái chỗ nào mà dâu nó cứng, dâu nó dài thì bắt đầu là các bác chấm chưa. Đấy, chấm chấm nha. Đấy, chấm nha. Và những cái chỗ nào mà bắt đầu là dâu nó bắt đầu là nó đều đều, nó dễ cạo, nó bắt đầu các bác di. Đấy, con này cái chức năng cạo của nó là dạng lưỡi ngang. Nên các bác cứ di đều tay, di đều tay, di đều tay. Di vừa di các bác vừa gãy, vừa di vừa gãy nhá. Vừa di vừa gãy. Còn những cái chỗ nào mà dâu nó dài này các bác chấm chấm nhá. Chấm chấm này. Đấy các bác chấm này. Đấy chấm cho nó giữ lì, chấm không biết nó giữ lì chưa. Đấy. À, máy của dâu này các bác cạo là nó cũng cả là một nghệ thuật đấy, chứ không phải là nhiều khi nhiều bác cạo cũng không, có khi các bác cạo không đứt đâu. Đến lúc các bác bảo là bán cho bác máy đều hay nha. Đấy, chủ yếu là do các bác bản thân các bác xài, các bác chưa biết xài. Đấy nên là các bác xài thì các bác nên để ý, và các bác xài một thời gian thì các bác sẽ quen thôi. Đó, một con máy cơ dâu rất chất lượng luôn mà giá thì vô cùng bình dân hạt rẻ nhá. Rồi lên mã giúp em sẽ con máy cơ dâu bạc nhá. Máy cơ dâu bạc hoặc là máy cơ dâu Zandu. Đấy, thương hiệu của ông già nha. Giá của nó thì sẽ là 90 ngàn một chiếc máy cơ dâu nha. Chỉ có 90 ngàn thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Bỏ ra giúp em chưa đến 100 ngàn sở hữu là một cái con máy cơ dâu này về các bác xài dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là lưỡi thay thế nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thay thế thì bên em đang bán một bộ lưỡi thay thế, cả màng cả lưỡi nhài là một bộ, nhài là 20.000 một bộ nhá. 20.000 một bộ thôi, giá rất bình dân. Hướng dẫn các bác thay lưỡi luôn này. Thì về các bác muốn thay lưỡi thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy, rút cho em cái này ra, rút mạnh như này. Đấy, rút ra nhá. Thì đây nó sẽ lộ cái phần lưỡi lên và các bác rút cho em cái này ra. Đấy, thì các bác cái này là cái lưỡi này. Đấy, đây là cái lưỡi này. Thì các bác bỏ cái lưỡi cũ ra, cắm cho em cái lưỡi này vào đây, cắm đây. Cắm phịch cái vào, thế là xong. Đấy, có thế thôi, rất là dễ dàng thay thế nhá. Đây các bác cắm ở đây, ấn mạnh tay cho em chút này. Đấy, kéo cái tạch cái là khớp vào là xong. Ok, sau đó là các bác lại đậy cái này vào. Đó, và cái màng này các bác muốn thay thì các bác đẩy cho em cái màng này ra. Đây nó có cái màng này. Đấy, đẩy cái màng này ra. Đấy, các bác lại thay cái màng khác vào là xong. Ok. Đấy là các bác bật máy đi là các bác lại xài thôi. Đấy, chỉ việc là sạc pin, xài và thi thoảng là nếu bẩn thì các bác lấy ra. Đấy, mở ra các bác vệ sinh, lấy cái chổi bàn chải răng các bác quét qua cho em một lượt là xong rồi. Ok. Rồi. 90 ngàn một con máy của dâu nha. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thay thế nữa thì bên em đang bán một bộ lưỡi này là 20 ngàn một bộ nha. Lưỡi thay thế là 20 ngàn một bộ. Còn nguyên máy không thì đang bán cho bác là 90 ngàn một máy nha. Đấy, đang bán cho bác là 90 ngàn máy thôi. Giá rất bình dân. Ở đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Để các bác cùng xem và trải nghiệm này, các bác cùng coi này. Mua rẻ cạo đấy, không lỗi. Đây cạo không lỗi hay là lỗi hay không thì anh em có thể xem qua này. Biết cách mua hàng online mà không biết cách sử dụng thì cũng bứt anh em ạ. Và đây một cái máy cạo râu Zandu này. Với cái bộ râu này thì rất nhiều người khi mà sử dụng cái máy này chưa biết cách cạo nếu mà mới mua nhá. Và mọi người có thể nhìn qua này. Đầu tiên là sẽ cạo râu ngắn đi, và khi mà ở bên hông có chức năng gạt lên. Đấy, có nhìn trong video test thì trước khi cạo thì nếu mà râu dài là các bác dùng cái tăng đơ. Các bác tỉa giúp em cho râu nó ngắn đi nhá. Đấy. Khi anh em cạo râu ngắn đi rồi ấy thì bắt đầu là mình mới cạo mảng đấy ngang nhá. Và lưu ý cho bên mình này, khi mà cạo mảng đấy ngang mà khi râu nó vẫn dài quá thì anh em phải lưu ý, chứ không phải cứ thế là đè ra cái cạo cũng không được đâu anh em. Nếu mà dài quá thì mình sẽ hơi chấm chấm nhẹ đấy, vừa chấm vừa trườn
nó sẽ rất là sạch rồi và không hề đau rát anh em nhé. Máy mà hiểu được cơ chế thì cạo rất là sướng đấy. Ví dụ ở cái chỗ phần này nó vẫn còn dày này, thì mình thay vì thế mà mình đi thì nó sẽ là chưa được sạch, nhưng mình chấm, vừa chấm mình vừa đi nhé, nó sẽ rất là sạch rồi anh em ạ. Và cái máy này không phải là ai mua về cũng biết cách cạo đâu anh em. Còn nếu anh em hiểu được cái cơ chế thì cạo rất là sướng luôn, nó êm ái ngọt ngào và không hề đau rát da nhá. Quan trọng mình phải hiểu kỹ thuật anh em ạ. Và anh em nào quan tâm đấy, thực tế về cái sản phẩm nhá, các bạn nhìn này đấy, sau khoảng tầm chưa đến 1 phút luôn, cạo rất sạch sẽ nhá. Đấy thì em đã hướng dẫn các bác cách cạo luôn này đấy. Các bác tăng đơ đi trước, sau đó các bác cạo, và những cái chỗ nào râu dài, râu nó dày thì các bác chấm chấm nhá. Đấy, chấm cho nó các bác gì, chấm cho nó các bác gì, dùng rất ok luôn. Con này biết cơ chế, biết cách cạo, nó cạo rất sạch, cạo rất ngon luôn. Đó, 90 ngàn một con máy cạo râu Zandu nhá. Đấy, chủ yếu là do các bác chưa biết cách sử dụng thôi, chứ còn thực tế thì máy nó không là máy nó không biết cạo đâu, máy nó cạo còn ngon hơn dao rất là nhiều luôn, và dễ cạo hơn rất nhiều luôn các bác. Đó, 90 ngàn một con máy cạo râu này các bác nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20 ngàn một bộ lưỡi thay thế nhá, thì các bác muốn mua thêm thì các bác báo nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã chảo 18 cm, em còn ít nữa em cũng xả kho luôn cái mã luôn. Đấy, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Lên mã cho em xem cái chảo 18 cm nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 18 cm này. Và đây là cái phần quai đi kèm, thì về các bác lắp cho cái phần quai vào thì nó sẽ có quai đi kèm luôn. Đấy, chảo thì được chống dính bên trong bên ngoài luôn. Đây, đều phủ một lớp chống dính bên trong bên ngoài. Đây đây là bên trong này, đây là bên ngoài. Đấy, cái con này nó rất là nhỏ gọn, nó đường kính nó chỉ khoảng tầm 18 đi thôi. Về các bác ví dụ như úp mì với anh ạ này, rồi là các bác dán một vài quả trứng vào đây, rồi là kho gym những cái ví dụ như mắm tép, mắm tôm cái thứ ra. Đấy, kho gym những cái món nhỏ nhỏ ở đây cũng rất là ok, rang thịt vậy cũng thoải mái luôn này. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây, em đo cho bác về cái kích thước này, đường kính của nó chỉ có 18 cm thôi. Đấy, đây, nhỏ gọn tiện lợi mà rất là hay luôn. Đó. Đi kèm là cán chảo nha, thì về các bác lắp vào là các bác xài. Bên em gửi đi thì sẽ tháo rời ra tiện làm việc vận chuyển. Còn khi mà nhận hàng thì các bác cứ lắp vào các bác xài thôi. Chảo đi rất là dày, rất chắc chắn nhá. Dày cực kỳ luôn, cầm cực kỳ nặng tay, chắc tay. Đấy. Báo giá bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo 18 cm nhá. Đấy, chảo 18 cm. Bên em đang gửi bác một cái chảo 18 cm này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 50.000 đấy. Đợt này em đang xả kho bán này bác luôn, chỉ có 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái chảo đường kính là 18 cm. Đấy, chảo 18 cm này. Giá sẽ là 30k một cái thôi. Giá rất bình dân luôn. Đấy, chỉ có 30.000. Giá quá ok luôn đấy. Hàng này bên em ôm lô thanh lý siêu thị được, nó mới có những cái giá nó tốt nhà các bạn. Luôn cho bác mã hàng đó là cái lô gừng ngâm chân này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bịch gừng ngâm chân nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi về các bác dùng để ngâm chân nhá. Rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Đấy thì một bịch này là 100 cái túi nhỏ về các bác chia ra. Đấy, mỗi lần các bác ngâm một hai gói một lần. Đấy, các bác chuyên dùng để ngâm chân nhá. Đấy, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Giá thì em báo luôn nhá. Một túi gừng ngâm chân này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một túi thôi, chỉ có 50.000 mà các bác là mua được là 100 cái gói gừng nhỏ. Đây em sẽ bóc cho bác một túi này. Đấy. Hàng mới nguyên túi này luôn. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe, về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Mùi cực kỳ thơm, mùi gừng rất là thơm. Nó là tinh chất bột gừng, tinh chất bột gừng. Đấy, người ta nghiền ra, người ta sẽ đóng thành túi nhỏ như này. Đấy, để về các bác sử dụng là các bác chỉ việc lấy những cái túi nhỏ là các bác xài thôi. Đó, như ví dụ các bác mỗi lần các bác ngâm, các bác cứ dùng cho em 1 đến 2 gói nha. Đấy, các bác đun sôi cái nước lên, thả cái túi gừng này vào, sau đó là các bác pha thêm nước ấm vào. Đấy, sau đó là các bác ngâm trực tiếp vào chân của mình là ok thôi. Đấy, ngâm hoặc là sông đều được nhá. Túi gừng ngâm chân nhá. Một cái túi to nhà là sẽ được là 100 cái túi nhỏ nha. Đấy, 100 cái túi nhỏ này. Cái này thì nó là dạng túi lọc nên các bác chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc đâu nhá. Chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc ra cả. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy đi đây. Một túi này là 100 gói nhỏ nha. Đó, rất là ok luôn. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Rất nhiều tác dụng của cái túi gừng ngâm chân nhá. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đây các bác cùng qua này. 6 lợi ích của việc ngâm chân với gừng. Một là giảm đau và sưng. Gừng có tính chất kháng viêm tự nhiên, giúp giảm đau và sưng đối với những người bị đau nhức cơ, xương khớp hay phù nề ở chân. Hai là kháng khuẩn và chống nhiễm trùng. Gừng chứa nhiều hợp chất có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo vệ chân khỏi các bệnh nhiễm trùng. Ba là thúc đẩy tuần hoàn. Khi ngâm chân trong nước ấm có gừng, nhiệt độ cao giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sự lưu thông của máu trong cơ thể. Bốn là giảm căng thẳng và căng cơ. Việc ngâm chân bằng gừng có thể giúp giảm căng thẳng, căng cơ sau một ngày làm việc căng thẳng. Năm là giảm mệt mỏi. Tinh dầu gừng có khả năng kích thích tăng cường sự tỉnh táo, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng cho cơ thể. 6 là tăng cường sức đề kháng. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật.
6 lợi ích đấy, 6 lợi ích của gừng ngâm chân nhá. Rất nhiều công dụng cho cái túi gừng ngâm chân này, về các bác dùng để xài, đặc biệt cho các bác người cao tuổi, người già dùng cái túi rất ok, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi, 100 túi luôn, về các bác xài tẹt bô luôn. Đó, túi gừng ngâm chân nhá, 50.000 một túi. Tiếp theo lên mua một số cái mã hàng xả kho bán nhanh bác luôn này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái con đèn pin nhá, con đèn pin. Cái này thì em báo giá xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đèn pin, mã sẽ là cây đèn pin D1 nhá. Bữa trước cây này đang bán là 160.000. Đây em xả luôn bác, giá thì cực kỳ là dễ mua luôn. 120.000 một con đèn pin D1 nha, 120.000. Đấy, bán nhanh xả kho luôn. Một con đèn pin này sẽ gồm có là một chiếc đèn này, một viên pin này, sử dụng pin 18650 nhá. Đây, pin 18650 rất ok luôn này. Đấy, 3.7V này và một cái cọng dây cáp sạc đi kèm rất ok. Đây. Em sẽ cho bác xem thân đèn này. Đấy, con đèn này cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn luôn, đèn chắc chắn lắm, cầm cực kỳ chắc tay. Toàn bộ thân của nó thân nhôm nhá, rất nhỏ gọn, nó khoảng tầm 20cm thôi, bỏ vừa túi quần luôn, các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Có thể là kéo dài ra thu ngắn lại này, kéo dài ra thu ngắn lại là các bác điều chỉnh cái pha to rộng nhá. Đấy, to nhỏ, phần dây đeo này, dây cáp sạc này. Đấy, con này thì nó sử dụng cái pin 18650, nó là cái pin tích điện nhá. Thì các bác muốn sạc các bác rút ra, sau đó các bác cắm vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn sạc sẽ là cái nguồn sạc 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại hoặc là cái cổng USB 5V ấy, là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy thì hướng dẫn các bác lắp pin luôn nhá. Xoáy cho em lắp đít này ra này. Đấy. Sau đó là các bác lắp cho em viên pin này vào. Đấy, lắp viên pin này vào. Và các bác xoáy cái nắp này vào. Xoáy chặt giúp em nhá. Các bác xoáy chặt tay giúp em nhá. Các bác xoáy lỏng là bật nó không lên đâu. Các bác phải xoáy là nó chặt tay vào. Đấy, xoáy nó khớp ren rồi. Đó, đây, xoáy nó khớp ren rồi nhá. Xoáy chặt giúp em nhá. Đấy, xoáy chặt. Và các bác bật đèn. Đấy, đây là sẽ sáng lại. Đèn rất sáng luôn, con này thì sáng lắm. Con này chế độ sáng hẹp này, chế độ sáng rộng này, nó có điều chỉnh các pha luôn nhá. Đây. Đấy, điều chỉnh các pha này. Đấy, muốn rộng ra thì các bác thu vào, còn các bác muốn cho cái tiết diện sáng nó hẹp vào. Đấy, thì đây, các bác kéo nó dài ra. Đây, là bật thao tác là các bác chỉnh cái phần đầu này. Đấy, là kéo ra thu vào thì nó sẽ chỉnh cái pha nó luôn nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bác muốn ánh sáng rộng các bác cho ánh sáng rộng ra, muốn ánh sáng hẹp vào nó tập trung trung độ sáng vào để các bác soi xa thì các bác cho nó thu vào nhá. Đấy, con này thì cực kỳ sáng luôn, sáng lắm, sáng cực kỳ, sáng khủng khiếp luôn, các nhìn này, sáng trắng xóa luôn này. Đây này. Đấy, thấy không? Rất tiện dụng luôn nhá. Mà toàn bộ thân này của nó thân nhôm, tản nhiệt tốt mà lại cầm nó chắc tay. Đấy, mà nó bền, không gì xét nhá. Rất ok luôn, thiết kế thì chắc chắn. Giá thì đang giảm giá xả kho chỉ có 120.000 thôi. Các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này, có cả nháy cảnh báo SOS luôn nhá. Rất ok. Đây. Đấy, đèn rất sáng luôn, sử dụng dòng mắt LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đó, thì về thì các bác chỉ việc lắp pin vào là xài thôi. Lúc nào hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây và các bác sạc đầy pin cho nó. Đây, nó có cả cái đèn báo pin đây này. Đấy, hiện tại pin nó đang đầy 4 vạch, đang đầy luôn này. Lúc nào thì hết pin nó sẽ báo cái vạch pin ở đây luôn. Rất ok. Đó. Lên mã thì em sẽ là cái đèn pin D1 nhá, bao gồm là cả cộng dây cáp sạc này, rồi là thân đèn, cả pin đi kèm luôn. Pin 18650 nhá nhá. Pin này thì nói chung là cái pin này thì dễ kiếm, dễ thay. Ví dụ sau này các bác có hỏng thì các bác vẫn có thể mua thêm. Thì bên em cũng đang bán cái pin này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm cái pin này thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin 18650 này là 20.000 một viên nhá. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm pin để dự phòng. Còn không thì sẵn trong hộp là nó có pin sẵn rồi. Thì các bác không cần mua thêm nữa. Còn nếu mà dùng nhiều, muốn mua thêm thì đang gửi bác là 20k một viên pin 18650 nhá. Còn full bộ là đầy đủ, có pin biết sẵn hết rồi, là full hộp nha, là 120.000 nhá, đang giảm giá rất tốt luôn. Đèn pin D1 nhá, 120k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ Sen Inox này, báo giá bác luôn. Bộ này thì giá bình dân cực kỳ mà sản phẩm rất chất lượng luôn, 110.000 một bộ đâu nhá, 110.000 một cái bộ vòi Sen Inox nha, 110.000 bộ đây. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một tay sen này, bằng chất liệu là bằng inox 304, su 304 này. Đấy, hàng bãi của Nhật nhá, Osaka Japan. Đấy, có chữ Osaka Japan này. Inox 100 luôn, inox rất dày nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, dùng thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Dày dẫn cầm nặng trịch luôn. Đấy, một con tay sen này. Đi kèm với bác là một dây nhá. Một dây là dây chống gập chống rối nhá. Dây thì cũng sẽ là dây inox luôn. Đấy, dây cũng sẽ là dây inox luôn, và gen của nó toàn bộ sẽ là gen 21 nhá. Toàn bộ là gen 21 luôn, nên là cái kích cỡ này rất là phổ thông, về các bác lắp đặt vào những cái củ sen nhà mình là quá là ok rồi.
Đây, gen toàn bộ là gen 21 đấy. À, gen là gen toàn bộ gen 21 nhá. Về các bác kết nối vào tay gen nguồn nước như mình là các bác xài thôi. Cái này thì nói chung là quá dễ dàng lắp đặt rồi. Những cái chỗ mà kết nối này thì các bác bổ sung thêm cho em một ít cái băng keo non đấy là nó sẽ tạo độ liên kết chắc chắn mà không bị hở nước là ok. Đấy, và vẫn còn nữa luôn là đi kèm với bác là một cái bộ giá đỡ kèm cả ốc vít luôn. Đây, đây là cái giá đỡ xe này. Thì về các bác khoan cho em hai cái lỗ. Đấy, sau đó các bác bắt cái giá đỡ xe này lên tường và đi kèm có cả ốc vít cho bác luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Đấy, một bộ nha là 110.000 thôi nhá, 110.000, hàng của Osaka Japan, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng luôn, hàng bãi Nhật nhưng mà hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới chưa qua sử dụng luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox nhá. Đấy, bộ vòi sen inox, một bộ này là đầy đủ phụ kiện, về chỉ việc lắp vào là sai. Là 110.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox này, sen inox đó. 110k một cái bộ sen inox nha, chỉ 110k thôi. Giá rất là bình dân luôn, chất liệu là inox 34. Cái này các bác cứ nhận hàng kiểm tra test nâm châm thứ cho em thoải mái luôn. Toàn bộ inox, cả cái giá đỡ này cũng bằng inox luôn này. Đấy, thiết kế rất chắc chắn nha. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này, test cho bác xem thực tế về sản phẩm này. Nước ra khá là mạnh và rất là mịn luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Tôi không ngờ nước từ vòi sen này lại mạnh đến vậy. Toàn bộ được làm bằng inox 304. Gen phổ thông 211. Lắp đặt rất đơn giản. Hãy nhìn này. Wow, thật tuyệt vời phải không? Nó còn có tác dụng tăng áp. Nước cũng rất mịn, tạo cảm giác được massage. Và khi bị bẩn và tắc, bạn có thể tháo ra để vệ sinh. Bên trong còn có lọc bông nữa. Đấy, rất chắc chắn nhá. Đấy, một cái bộ vòi sen, cái bộ vòi sen inox rất ok. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Chắc chắn chất lượng, lượng nước ra đều khỏe ok. Đấy, hàng bãi ở Nhật nhá, Osaka Japan. Lên mã nha, sơn cái bộ sen inox nhá, 110.000 một cái bộ sen inox nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ khay, cái khay chữ nhật dạng khay lẻ này. Đấy, thì đợt này về tiếp cho bác cái mã khay lẻ thì em sẽ bán sổ kho mấy cái mã luôn đó, cho các bác dễ mua luôn này. Giá thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại thì bên em nó có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Đây, cái con này là khay to này. Đấy, con này là khay to nhá, rất chắc chắn luôn. Su 304, đấy, rất xịn sò. Con này con khay nhỏ này. Đây, đo cho bác về kích thước nhá. Con khay to này đựng khá là nhiều đấy. Con này chiều dài của nó rơi vào là 25 này. Bản rộng của nó vào là 18 này, 18 rưỡi này. Chiều cao của nó rơi vào là 4cm nhá, 4cm. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là nắp đậy luôn, rất cẩn thận nhá. Về là các bác ví dụ như bảo quản đồ ăn các thứ này, để trong tủ lạnh này. Đấy, thì các bác cho vào những khay này, rất sạch sẽ ok luôn, an toàn sức khỏe nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác đựng đồ ăn, đồ uống, rồi những cái đồ khô, đồ ướt vào đây được hết luôn. Đấy, ướp thịt, ướp thà vào đây, xong mình bỏ tủ lạnh này. Cái con này hay, nó có nắp đậy này. Thứ nhất là ví dụ các bác để ngoài không lo nó bị ruồi chứ các thứ nó bâu vào này. Và thứ hai là ví dụ là các bác để trong tủ lạnh ấy, thì mình cũng có thể là chồng lên nhau được luôn. Đấy, vì nó có cái nắp đậy này, các bác chồng nhau thoải mái luôn. Đấy, vừa đỡ tốn diện tích mà tận dụng tối đa không gian của tủ lạnh nhá. Đấy, rồi các thứ ra. Đây là cái khay to nhá. Tiếp theo là khay nhỏ này. Khay nhỏ này kích thước của nó vào là bản chiều dài của nó rơi vào là 13,5 này, bản rộng của nó vào là 10,5 này, 10,5 này, chiều cao của nó rơi vào là 4cm nhá. Đấy, cũng khá là to tát chắc chắn luôn. Con này thì cũng su 304, cái này là khay nhỏ nhá, cũng đi kèm là có cả nắp đậy luôn. Đây, đấy, đi kèm cả cái nắp đậy nhựa trong suốt nha. Đó thì em báo giá luôn các nhá, báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhỏ này. Khay nhỏ thì khay chữ nhật nhá. Đấy, lên mã, cứ lên mã cho em sẽ là khay chữ nhật. Đấy, hai mã là một mã to và một mã nhỏ này. Mã to này thì em báo giá luôn. Giá thì bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay xả luôn với bác chỉ có 40.000 khay thôi. 40k một cái. Còn cái khay nhỏ thì bữa trước đang bán là 30, hôm nay xả luôn với bác còn có 20.000 thôi. Đấy, 20.000. Đấy, các bác lấy cái mã khay nào thì cứ báo cho em nhá. To là 40. Đấy, cái con to tát chắc chắn này 40. Đấy, bác nào dùng nhiều thì mua con này, 40.000 một cái này. Đấy, rất to, đi kèm nắp đậy này. Và cái con nhỏ thì đang của bác là 20. Đấy, bác nào mà dùng ít thì mua con nhỏ này về cũng xài thoải mái luôn. Đó, khay nhỏ thì là 20 nhá, 20.000 một cái, còn khay to thì là 40.000. Lên mã cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Đấy, bằng su 304, rất chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác bảo quản đồ ăn, các thứ để trong tủ lạnh, để ngoài cho em thoải mái, nó có nắp đậy này rất yên tâm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã bút lông dầu này. Đấy, rất nhiều bác hỏi vì cái bút lông dầu này em hay lấy ghi để em viết giá mà. Đấy, em hay ghi để em viết giá ở đây này. Đấy, viết giá cả sản phẩm ấy thì cứ nhiều bác hỏi em bảo là mua cái bút lông dầu này ở đâu, có bán không, thì đây. Đấy, tiếp tục về nhá. Lên mãi em sẽ cái bút lông dầu.
thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Đấy, một hộp này là 10 bút này. Đấy, 10 bút thì sẽ có giá là 50 ngàn. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút nung dầu 10 cây. 10 cây bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 50k. Bình thường các bác ra cửa hàng biết thì người ta bán cho bác 10 ngàn một cây này. Đấy, nhưng các bác mua cả hộp bên em giá nó rất hạt rẻ luôn. Tính ra là gần như là giá gốc luôn đấy. Đấy, 10 cây mà chỉ có 50 ngàn, tính ra là vào có 5 ngàn một cây thôi. Đấy, bút lông dầu nhá, bút lông dầu. Hàng này thì hàng của Thiên Long nhá, nên là yên tâm. Đấy, đây, hàng của Thiên Long này, đây, hàng của Thiên Long, rất xịn sò, ok luôn. Nên là các yên tâm nhá, dùng viết đậm đó. Bút dùng để viết trên nhiều bề mặt này, không độc hại này. Đấy, an toàn với môi trường nhá. Đấy, viết trên rất nhiều chất liệu khác nhau luôn, rất ok. Đấy, 10 cây là 50.000 nhá, 10 cây là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu. À thì báo luôn là có hai mã màu nhá, một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Thì các bác lấy mã nào các báo nha. Đấy. Màu xanh màu đỏ là đồng giá là cứ một hộp như này là 10 cây là 50 ngàn thôi nhá. Một hộp là 10 cây là 50 ngàn. Giá rất là bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng. Đấy, các bác về nói chung là dùng nhiều thứ lắm. Về mình đánh dấu này, rồi là các bác cơ khí đánh dấu và sắt thép các thứ này cũng rất ok luôn. Rồi là các bác thầy cô giáo là viết bảng các thứ rồi. Quá ok luôn nhá. Rồi là các bác ghi giá ghi cả như em đang sử dụng này cũng ok luôn. Đấy thì một hộp này là 10 cây nhá, 50 ngàn một hộp. Đó thì sẽ có hai mã màu là một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Lấy mã nào thì cứ báo cho em. Lấy màu nào thì báo cho em nhá, để em biết lối em nhặt cho các bác. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã cây ô dù tự động này. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Con này toàn bộ nó bằng tự động luôn, bấm lên mở xuống tự động luôn, rất ok nhá, rất là hay. Giá em báo luôn 80 ngàn một cái nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng, mùa mua nhiều liên tục này. Các bác nên có một cái, hoặc ví dụ các bác đi chơi đi du lịch này, mang đang vào mùa chơi đi du lịch này, mua cho em sắm cho em một cái này. Nó rất là nhỏ gọn thôi, chiều dài khi mà thu vào nó dừng ở tầm 40 cm thôi. Các bác cầm đi cầm lại rất tiện dụng. Đấy, mình che nắng, che mưa này. Rồi các bác đi làm đi ăn các thứ rồi. Đấy, tiện dụng để trong cốp xe hoặc thứ rồi mình mang đi. Đấy, thi thoảng ví dụ bất chợt nó có trời mưa trời gió các thứ rồi, hoặc là trời nắng các bác lấy cho các bác che nhá. Trời mưa thì chống nước rất ok, trời nắng thì chống tia UV, tia cực tím nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mà giá là chỉ có 80 ngàn thôi. Mà ô rất là rộng, ô đường kính 1 mét đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn đây. Mở ra bác con một cái này, rất chắc chắn chất lượng dày dẫn luôn. Hàng thì hàng sẽ là hàng gọng kép nhá. Đấy, hàng gọng kép nên có yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đây, em sẽ mở test bác con này. Đấy, các bác chỉ việc bấm lên cho em nhá. Đó, nó sẽ bật lên này. Các bác muốn thu vào này bấm lên cho em. Đó, thu vào luôn, rất ok, nhanh gọn lẹ nhé. Còn thao tác còn lại các bác chỉ việc thu vào ngắn này cho em, thế là xong. Đó, còn bây giờ đây em sẽ mở ra bác coi về cái đường kính của nó này, mở ra này. Đấy, đường kính rất to luôn. Con này đường kính là nó vào khoảng tầm 1 mét nhá. Từ bên này sang bên này là 1 mét nên là nó rất là to, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đấy, chống kêu về tiêu cực tím và rất chắc chắn. Đây, giật cho bác coi. Đây, các bác rũ cho em thoải mái luôn. Rũ thoải mái luôn các bác nhá. Rũ thoải mái, nó không bong luôn này con này. Đấy, giật thoải mái luôn. Đó, đây, lại thu vào ngon lành luôn, rất chắc chắn chất lượng nhá, quá ok luôn. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác thao tác cũng rất là tiện, đỡ vất vả nhá. Này, mở lên này, thu vào này, đó, và các bác chỉ việc thu ngắn vào cho em, thế là xong. Đó, rồi mã ô dù tự động nhá, chắc chắn. Rồi là dày dặn 80 ngàn một cái nhá, 80 ngàn một cái mã ô dù tự động nhá, 80 ngàn một cái thôi, giá rất bình dân mà sử dụng rất là thông minh luôn. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ chổi kèm với hot jack này. Giá thì bình dân vô cùng luôn, 160.000 bộ này. Đấy, các bác bỏ ra cho em là 160.000 thì các bác sẽ sở hữu cho em là một cái cây chổi này, đi kèm là một cái gầu hot jack nha. Đấy, và nó sẽ có cán đi kèm, thì khi mà bên em gửi hàng thì bên em sẽ tháo rời ra, về thì các bác sẽ lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi hot jack nhá. Đấy, bộ chổi kèm với cả hot jack là 160.000 một bộ thôi. Đấy, 160.000. Đấy, các bác mua một mà được hai luôn. Đấy, là bao gồm là một chổi và một hot jack nhá. Đấy, thì khi mà lắp đặt vào thì nó sẽ như này. Đấy, lắp đặt vào nó sẽ như này. Đó, nó sẽ chổi nó sẽ lồng vào được cùng với hot jack luôn. Thì khi mà các bác xài thì các bác cứ mang đến đâu là nó sẽ đi kèm theo đấy luôn. Đấy, bình thường là các bác cứ phải để một cái chổi ở một chỗ, hot jack là các bác để một chỗ nhá. Đấy, đến khi mà các bác dùng nó rất là bất tiện, mình cứ phải chạy đi chạy lại, tìm đi tìm lại rất là mất công. Nhưng con này khi mà các bác lắp đặt vào xong nhá, đấy thì nó sẽ vào thành một cái bộ này luôn, rất tiện dụng. Đấy, lúc nào mà dùng thì các bác lấy cái chân này, các bác gạt mở ra cho em. Đấy, mở ra và các bác lại nhấc cái này ra. Đấy, sau đó là các bác quét này. Đấy, quét hot vào. Đấy, và lúc nào mà dùng xong các bác lại cài nó như này vào. Đấy, cài nó vào đây và các bác lại gạt cho em cái này lên. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ góc nhà các thứ, rất tiện dụng luôn, rất là hay. Đấy, mình có thể xách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, thì
chọn bộ một bộ nhài này, đấy là bao gồm là một chổi và một hót rác nhá. Thì giá sẽ là đi 160.000 một bộ nhá, 160.000 bộ. Đây em quay chi tiết cho bác về cái đây phần của nó, đây là cái phần hót rác này. Ở đây có cái gầu những cái như cả một cái đầu lược chả này. Đấy khi mà nó có dính những cái tóc tiếc các thứ ra thì các bác chỉ vào cho đây các bác gạt cái là sạch luôn. Những cái rác nó dính đây các bác cho đây các bác gạt cái là sạch luôn nhá. À, phần thân thiết kế thì toàn bộ inox này. Đấy, tay cầm treo thứ rất ok. Đây là cái phần ấy này, đây là phần chổi này. Đầu chổi đi dạng cước nhá, nên là không lo nó bị dính bụi bẩn vào đây nhá nhá. Đấy là các bác quét hót vào ok là xong luôn. Đấy và cái phần này các bác có thể bẻ này, bẻ gập này, bẻ sang hướng bên này, bẻ sang hướng bên này rất ok. Các bác lách vào những cái phần gầm bàn, gầm ghế cho em rất ok luôn. Thì một chọn một cái bộ nhài là 160.000 và về là các bác có thể gấp gọn vào rất là tiện dụng luôn. Là khi mà bên em gửi đi sẽ tháo rời ra nhá, còn về các bác lắp và là xài. Đấy thì chọn một bộ nhài là mua một được hai luôn, là gồm cả một chổi, cả hót rác luôn là 160.000 nhá. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây đấy chị em ạ, đây là một combo chổi quét nhà kèm theo cái hót rác xịn sò này nữa. Cái chổi này lại xoay được 180 độ nên rất tiện lợi, có thể quét được mọi góc nhà, gầm giường, gầm bàn đều rất dễ dàng mà không cần phải tốn nhiều sức. Điều đặc biệt nằm ở cái hót rác này được thiết kế dạng răng cưa nên có thể gạt sạch rác bẩn, tóc và những thứ hay bám nữa. Khi dùng xong, lồng hai cái vào nhau gập gọn, cất đặt gọn gàng. Em dùng cái này rất ưng ý luôn các chị ạ. Link sản phẩm em để dưới giò hàng đấy, ở góc dưới. Dùng rất ưng ý luôn nhá. Đấy, mua một là được hai luôn. Đấy và dùng rất là hay. Đấy, các bác đi đâu là các bác cầm lấy cho em đỡ phải đi tìm chổi đi hót rác mất công. Đấy mình cứ dùng đâu mình đến đấy mình hót vào, sau đó khi mình dùng xong cất gọn vào hai cái chung với nhau, thế là thành một bộ luôn, chổi kèm hót rác nhá. 160.000 một bộ này, giá rất là hay luôn. À, giá rất tốt luôn, mà mua một được hai, tính ra vào là có 80.000 một sản phẩm thôi. Bình thường là các bác mua những cái chổi xịn sò này nó cũng rơi vào tầm 100.000 hơn 100.000 cái này. Đây các bác mua cả bộ combo này, cả chổi hót rác này, nó chỉ có 60.000 thôi mà thiết kế rất thông minh, dùng rất tiện trong gia đình nhà mình luôn. Đây nhá, em sẽ quay lại một lần nữa nhé, chi tiết về cái sản phẩm này để về khi mà các bác nhìn vào cái hình ảnh em đang quay này, đấy cái hình ảnh em đang quay này là chổi này và hót rác này, đấy thì về các bác lắp đặt đúng nha cho em và các bác khớp vào là rất ok luôn. Đấy đây các bác nhìn thấy nhá, đây em đang quay chi tiết về cái bộ sản phẩm đó nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng chăn đũi mùa hè này, đấy, rồi là gối công tế học này và có thêm cho bác đó là chiếu điều hòa nhá, tiếp tục lại về chiếu điều hòa. Đấy, thời tiết hiện tại đang rất là nóng bức rồi, bác mua cho em mấy cái sản phẩm này về dùng rất là hay trong mùa hè này. Miền Bắc miền Nam đang vào đợt nóng, nóng kinh khủng luôn. Đấy thì các bác mua cho em cái mã này về. Đấy thì đợt này về thêm cho bác cả gối, cả chăn, cả chiếu luôn, chọn bộ luôn về các bác xài nhá. Đây chiếu thì là dòng chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, nằm cực kỳ mát luôn, nằm rất thích. Dòng này thì nói chung là một cái sản phẩm rất tốt trong mùa hè rồi, các bác nằm thì bao mát bác luôn, ngủ cực kỳ ngon luôn. Đấy, nóng như mà nằm con chiếu này mát lạnh người luôn. Đấy, nó gọi là chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm rất mát luôn. Cái này anh em đang dùng một cái rồi, nằm rất thích. Đây có phần dây thun bo góc này để các bác thắt vào cái phần góc giường thứ là nó không bị trôi xô chiếu, không bị xô chiếu nhá. Đấy toàn bộ thì được bo viền, may bo viền nên không lo nó bị xù chiếu, là dùng rất bền luôn. Cái dòng này thì các bác yên tâm đi, dùng siêu bền nhé, bảo hoài như bác luôn. Nhà em xài có cái chiếu này cỡ khoảng tầm hơn 3 năm này, không có bị xô bị xù nào cả, dùng rất bền luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái chiếu điều hòa chiếu mây. Đấy, chiếu điều hòa chiếu mây này, chiếu điều hòa thì hiện tại em đang có hai mã nhá, là một mã mét 6 nhân với lại 2 mét nhá, và một mã mét 8 nhân với lại 2 mét. Đó thì bên em đang bán đồng giá luôn là 160.000 một cái, giá rất bình dân luôn, chỉ có 160.000 thôi. Bỏ ra giúp em là 160.000 sở hữu cho em là một cái chiếc chiếu rất là mát nhà, nằm rất thích luôn. Bao dùng bao xài luôn, về các bác nằm mà không mát không lấy tiền bác luôn. Nhiều bác hỏi là nằm có mát không? Yên tâm em đi, vì em đang dùng thực tế thôi, nằm rất mát luôn, nằm thích lắm. Đó. 1m6 x 2 và 1m8 x 2 thì về các bác đo xem cái kích thước giường nhà mình bao nhiêu nhá. Đấy, bao nhiêu thì báo nha em nhé, nhà các bác gọi đấy. Mà mua mét 6 thì báo nhà em mét 6, mua mét 8 thì báo nhà em mét 8 nhá. Thì chiều dài chung của nó là 2 mét, còn chiều rộng thì giường thì có cái mét 6, giường thì có cái mét 8. Cái này thì hai kích thước là hai kích thước phổ thông nhất của hiện nay rồi. Đấy, chiếu điều hòa nhá, 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đồng giá là 160.000 một cái nhá, thì sẽ có hai mã chiếu như thế, hai kích thước khác nhau như thế. Thì đây. Em đang giả một cái quay luôn cho bác coi này. Đấy, chiếu rất đẹp luôn, khi mà giả ra rất đẹp luôn này. Bo viền, bo viết các thứ đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đấy, bo viền bo viết các thứ ngon lành hết luôn. Đấy đây. Rất ok, may khâu rất cẩn thận, các bạn nhìn đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn.
Đấy, phần mây đan các thứ rất ok nhá. Chiếu mây, chiếu điều hòa, nằm siêu mát trong mùa hè luôn nhá. 160.000 một cái nhá. Kích thước là 1m6 và 1m8 thì các bác cứ lấy mã nào thì cứ báo nhà em nhá. Lấy mã nào báo nha thì nhà em sẽ nhặt bác mã đấy. Rồi đã có chiếu rồi thì phải có gối luôn nhá. Đấy, phải có gối luôn thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã gối công thái học nhá. Mã gối công thái học, mã này thì em cũng bán rất nhiều rồi. Gối công thái học này, lên mã em sẽ ghi gối công thái học, em báo giá luôn. Giá chỉ có 120.000 một cái thôi. Bình thường các bác mua những cái gối bình thường ấy, gối bình thường không có gọi là chức năng gì ấy, đã rơi khoảng tầm 100.000 cái rồi. Nhưng con này nó có chức năng là công thái học, thiết kế dạng công thái học. Đặc biệt cho bác nào mà ngủ ngáy này, ngủ không sâu giấc này, bác nào mà đang bị đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái gối này về. Đấy, thay đổi cái tư thế nằm đi. Đấy, cho nó đỡ bệnh nhá, đỡ bệnh thì đây. Sản phẩm thì mới nguyên nhá, mới nguyên. Đấy, những cái sản phẩm chăn chiếu gối nha thì bên em ưu tiên sẽ là hàng mới nhá, không dùng hàng cũ nhá. Bởi vì hàng cũ thì dùng đôi khi là rất là sợ. Đấy, bên em sẽ ưu tiên là hàng mới keng luôn. Con này thì hàng mới keng nguyên trong ví nha. Đấy, nó thiết kế là dạng công thái học nha này, các bác nhìn này. Đấy, dạng công thái học nha. Đấy, nên khi mà các bác nằm ấy, nó sẽ ôm trọn cái phần gáy, phần cột sống các bác, giúp các bác nằm ngủ nó được ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn nha, ngủ sâu giấc hơn. Cái gối này kích thước rất là to luôn, kích thước rất là to đây. Kích thước của nó này, đây, hàng của nó tem mác ngon lành hết này. Kích thước của nó 74 x 48 x 4 cm nhá. 74 chiều dài của nó là 74, chiều rộng của nó là vào là đi 48 nhá, và chiều cao là 4 cm. Đấy, cái chiều cao theo tiêu chuẩn quốc tế luôn đấy, theo tiêu chuẩn công thái học. Những cái gối này các bác yên tâm là nằm không nó bị xẹp luôn, bảo hành cho bác luôn về độ xẹp. Nếu mà xẹp bên em cho bác trả lại luôn, nằm bao dùng bao xài luôn, các bác nằm thoải mái không lo nó bị xẹp đâu. Đấy, thiết kế dạng công thái học, ôm trọn lại phần gáy của bác nhá, nằm rất thích luôn. Đấy. À, ngủ ngáy, ngủ không sâu giấc này, các bác nằm con này cho em rất ok. Đấy, toàn bộ phần bông của nó nằm thoải mái nhá. Đấy, cái bông này của nó không biết là cái bông gì nhưng mà các bác ấn thoải mái, không lo nó bị lõm này. Ấn xong nó đàn hồi lại trở về cái trạng thái ban đầu luôn. Đấy, về ví dụ các bác có cái vỏ gối các bác lồng vào treo là các bác xài, hoặc các bác có thể nhờ các bác về xài trực tiếp cũng được, nhẹ luôn nhá. Giá thì bình dân thôi, 120.000 một cái. Lên mã em sẽ là cái gối công thái học nhá, thiết kế công thái học, thiết kế thông minh, 120k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái, ngủ sâu giấc, không bị đau cổ vai gáy, không bị ngáy nữa nhá. Đấy, nằm rất ok luôn, đặc biệt cho các người già nằm rất ok, ngủ ngon hơn nhá. 120k một cái. À, chất bông không bị xẹp nhá, không bị xẹp, thiết kế cực kỳ là đẹp, sang trọng và rất là to. Đây, gối này của nó thực tế nếu mà bình thường các bác gối được cả hai người luôn, nhưng mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất của công ty thì các bác nên dùng mỗi người một cái, dùng cho ok. Đấy, có chiếu có gối rồi thì qua luôn các bác, đó là cái mã chăn này. Cái mã chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Cái mã này thì nói chung là siêu chất lượng luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã thì em sẽ là cái chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành. Em báo giá luôn nhá. Giá cái sản phẩm chăn đũi này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 150.000 một cái nhá. 150k. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái chăn đũi nhá. Các bác nghe cái chất đũi thì các bác biết về cái chất của nó rồi, chuyên dùng cho mùa hè. Và cái chăn này thì chuyên dùng cho mùa hè. Đấy, hoặc nhà bác nào mà điều hòa mùa hè mà hay bật điều hòa. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái chăn mỏng quá thì lạnh, mà những cái chăn dày quá thì lại nóng, thì các bác mua cho cái chăn này về chuyên dùng cho mùa hè luôn, nằm rất mát nhá. Đấy, nó là dạng, nó là chất đũi mà chiết xuất là từ hữu cơ sơ đậu này. Đấy, dòng này thì dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, chăn là chăn của Hàn Quốc, rất chất lượng luôn, chăn là cũng là chăn mới luôn, toàn bộ được bo khâu viền hết này. Đấy, bo khâu viền, phần bông thì các bác xài yên tâm đi. Đấy, xài yên tâm, giặt máy cho em thoải mái luôn, giặt máy thoải mái luôn, không lo nó bị xù, bị dồn lông nhá. Đấy, nằm rất thích, cái độ mỏng nó vừa phải nên là rất phù hợp các bác dùng làm chăn mùa hè nhá. Đấy, mùa hè thì ban ngày thì nó rất là nóng, nhưng ban đêm khi mà nhiệt độ nó xuống rất là nhanh, xuống rất là thấp nhá. Đấy, các bác nên có một chiếc chăn dự phòng nha, nằm rất thích luôn, nằm lại không lo nó bị nóng quá, không lo nó bị lạnh quá nhá. Nó là chất đũi nên là nằm nó mát mát, dạng mát mát vừa phải nhá, nằm rất thích luôn. Cái này em đang xài mà nằm thích cực kỳ, bán rất là nhiều rồi, chưa ai chê về cái mã chăn đũi này cả, mà giá nó bình dân thôi. Đợt này nó giá rất là tốt đấy. Năm ngoái những cái tầm này nó cao điểm ấy, em bán hơn 200.000 một cái đấy. Đợt này nó về cái lô này thì hàng nó cũng phổ thông rồi nên là giá nó cũng dễ mua, dễ tiếp cận các bác hơn,
là 150.000 một cái nhé, 150.000 một cái. Lên mã giúp em sẽ là cái chăn đũi hữu cơ sơ động này, 150k một cái chăn đũi này cũng nhá, 150.000 một cái. Chất đũi thì các bác yên tâm là rất là mát và chuyên dùng cho mùa hè rồi. À, quên với không nhắc với các bác là kích thước của con này thì rất là to luôn. Kích thước của nó là bên em lấy là hàng to nhá. Kích thước của nó là 2m x 2m3. Đấy, ví dụ nhà các bác đông người, hai vợ chồng với thêm hai đứa con nữa là đắp thoải mái cho ăn luôn. 2m x 2m3 này. Đấy, nên là kích thước nó rất là to mà. Đấy, 2m x 2m3. 2 người đến 3 người đắp thoải mái cho ăn luôn. Đấy, rất to nhá, 2m 2m3. Đấy, dòng chăn chuẩn hàng loại 1 luôn, có may khâu viền, chất lượng các bác cứ nhận hàng kiểm tra. 150.000 một cái, giá rất bình dân. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Vẫn chưa hạ nhiệt, chính là dòng chăn hè đũi quốc dân này nha mọi người nha. Được làm từ dòng vải đũi hữu cơ đậu lành, vô cùng mềm mại và thoáng mát. Chưa hết, lớp bông trần ở bên trong là dòng bông hơi kháng khuẩn, cho nên tạo cái cảm giác cực kỳ êm ái khi sử dụng. Khổ chăn là khổ chăn kích thước 2m x 2m3. Và có một điều đặc biệt hơn là với cái chăn trần bông này, mọi người có thể yên tâm giặt máy thoải mái mà không sợ bị xù lông, không sợ bị vón cục đó. Bộ màu thì lên đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok luôn. Đấy, nằm rất mát, các bác cứ mua về dùng thử nha, một cái đảm bảo các bác nghiện luôn. Cái này em bán rất nhiều, có những người đã lấy 2-3 cái, lấy hộ hàng xóm láng giềng, rất ok, làm rất ok. 150.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái dòng chăn đũi hữu cơ đấy, sơ đậu này, nằm bao dùng bao xài bác luôn. 150k một cái, chuyên dùng trong mùa hè nhá. Đấy, chuyên dùng trong mùa hè, nằm rất phù hợp luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về quá mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng này, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn.
Đấy, rơi trong shop thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hai con nháy kiểu đèn này gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi, đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái không vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái không vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này. Nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá.
Đây này, có nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc, sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây, quay xem này. Đây, có nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này. Có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, ăn nước. Rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này, đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá. Pha này. Và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhé các bác nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây, chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây, em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này. Tắt đi này, đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này, sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui dồi, dã man luôn nhá. Một cái con đèn em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng cho các bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này, đấy, bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây, đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây, các bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhé. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ. Đấy, giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.